Quý vị và các bạn có biết cảnh tượng này ở đâu hay không? Trời cao xanh trong vắt, đường đi mênh mông nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng. Đã vậy lại còn một loạt những quạt gió khổng lồ trông y như những thước phim điện ảnh nữa. Và đây chính xác là ở Việt Nam đấy. Và chính xác hơn nữa thì đây là nhà máy điện gió Bạc Liêu, đặt trên biển thuộc khu vực ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Là một nhà máy sản xuất điện gió nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, cánh đồng gió Bạc Liêu hiện đang là điểm thu hút rất đông du khách từ nhiều tỉnh thành. Nhìn từ xa, những cánh quạt trông có vẻ nhỏ, nhưng mỗi cánh quạt có chiều dài lên tới 42 mét và được làm bằng nhựa đặc biệt. Càng tới gần, du khách càng háo hức tận mắt chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của những tua bin gió. Cánh đồng điện gió Bạc Liêu thu vào khung hình như một châu Âu thơ mộng mà nhiều bạn trẻ ví như khung cảnh trời Tây có 102 ở đồng bằng sông Cửu Long. Vì thế, đây là điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều bạn trẻ khi đến với Bạc Liêu. Thưa quý vị, vào rạng sáng nay ngày 2 tháng 9, trong lúc người dân thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đang còn say ngủ, thì một vụ cháy nổ kinh hoàng đã xảy ra. Vụ cháy lớn đến mức thiêu rụi hoàn toàn hai căn nhà và làm cháy xém 4 căn nhà khác cùng nhiều tài sản. Sau đây là hình ảnh tại hiện trường do phóng viên của chúng tôi chuyển về. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng. Lúc này người dân mới phát hiện thấy khói, tiếng nổ và mùi khét. Khi mọi người đến kiểm tra và hô hoán, thì ngọn lửa đã cháy cao và bao trùm lên hai căn nhà nhỏ có gác gỗ. Sau đó thì lan sang các nhà bên cạnh và một shop quần áo gần đó. Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng tại chỗ đã di chuyển nhiều đồ đạc, đồng thời không cho ngọn lửa cháy lan qua những khu vực khác. Gần một giờ sau, đám cháy mới được dập tắt. Tại hiện trường, nhiều tài sản bên trong hai căn nhà và một số lượng lớn quần áo của shop đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may không có thương vong về người. Trước mắt, chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ cho hai hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất, mỗi hộ 3 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình an ninh trật tự, vào hôm nay, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Công Sang, đang trên màn hình thưa quý vị, sinh năm 1993, trú tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng về hành vi trộm cắp tài sản. Đây chính là đối tượng đã khiến bà con sống tại quận Ninh Kiều mất ăn mất ngủ vì gây ra nhiều vụ trộm liều lĩnh, nhất là ở các khu chung cư trên địa bàn. Tại cơ quan công an, đối tượng Sang khai nhận bản thân làm nghề giao ga, phát hiện nhiều hộ gia đình ở chung cư 91B, phường An Khánh 3 ngày đi làm khóa cửa, không người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc chủ vắng nhà, y dùng kềm bẻ khóa, đột nhập vào bên trong lấy những tài sản có giá trị như tiền, vàng, điện thoại di động, laptop, sau đó lấy được tài sản, Sang đem bán lấy tiền xài. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018, Sang đã thực hiện tổng cộng 3 vụ trộm ở chung cư và 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn quận Ninh Kiều. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan, hiện vụ việc đang được công an quận Ninh Kiều làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh, vào tối qua thì một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long khiến cho 2 người thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chạy xe tốc độ quá nhanh, không làm chủ được tay lái. Sau đây là chi tiết của vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ tại khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Minh Hoàng, 30 tuổi, ngụ tại xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Vào thời điểm trên, Hoàng và Nguyễn Thanh Toàn, 23 tuổi, ngụ tại thành phố Vĩnh Long, cùng đi trên xe mô tô biển số tỉnh Vĩnh Long, lưu thông theo hướng từ phường 3 về đến phường 1, thành phố Vĩnh Long. Khi đến địa điểm trên, do điều khiển với tốc độ cao nên xe mất tay lái, tông trực diện vào trụ điện bên đường, làm cả hai người trên xe mô tô bị thương nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, Hoàng đã tử vong trên đường đến bệnh viện và Toàn thì trong tình trạng nguy kịch. Thưa quý vị, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, toàn quốc đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 19 người chết và bị thương 12 người. Vâng thưa quý vị, và cũng trong ngày 1 tháng 9, thì lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện trên 6.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 4 tỷ đồng. Những ngày nghỉ lễ vẫn còn tiếp tục, rất mong là mọi người hãy luôn cẩn thận khi điều khiển phương tiện và không lái xe sau khi đã uống rượu bia để tránh xảy ra điều đáng tiếc. Thưa quý vị, một tin không vui đến từ tỉnh Kiên Giang. Hiện nay trên địa bàn ba huyện Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành của tỉnh này có khoảng 40.000 ha lúa hè thu, còn hơn một tháng nữa mới tới kỳ thu hoạch. Thế nhưng mực nước đang dâng cao bất thường, đe dọa nhiều tuyến đê bao như thế này. Nhiều tuyến đê bao ở các xã thuộc huyện Giang Thành đang bị đe dọa bởi mực nước lũ dâng cao bất thường. Mặc dù không có mưa nhưng chỉ trong vòng một đêm, mực nước ở các cánh đồng có thể lên đến từ 1 đến 2 cm. Vụ hè thu năm nay chỉ riêng xã Vĩnh Điều và Vĩnh Phú huyện Giang Thành đã có hơn 3.000 hecta lúa được gieo xạ.
hiện chỉ có khoảng 1.000 hecta lúa có thể thu hoạch sớm chạy lũ. Vì vậy, đến thời điểm này, đồn biên phòng Vĩnh Điều thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã đưa gần 200 lượt cán bộ chiến sĩ giúp người dân thu hoạch hơn 70% diện tích lúa bị ngập nước ở các xã trên địa bàn. Trước tình hình cấp bách này, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang phối hợp cùng với các huyện, các ngành liên quan nhanh chóng gia cố đê bao, chuẩn bị sẵn sàng máy bơm rút nước, tuyên truyền cho người dân đề cao cảnh giác và theo dõi sát mực nước lũ để cùng nhau phòng chống. Quan điểm là nỗ lực hết sức nhằm bảo vệ 40.000 hecta lúa. Nếu trường hợp cấp bách lũ dâng cao thì sẽ chọn phương án cứu từng khu vực, từng ô bao, không để thiệt hại tràn lan. Thưa quý vị khán giả, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng thì thời gian gần đây nhiều nông dân ở xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện khá hiệu quả mô hình trồng rau dền tím lấy hạt, qua đó giúp cho họ tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Sau đây mời quý vị khán giả và bà con sẽ cùng ghé thăm một hộ nông dân đang áp dụng thành công mô hình này. Đây là ông Lê Hồng Thái ở ấp An Hòa, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, là một trong số những hộ tham gia thực hiện mô hình trồng rau dền tím lấy hạt. Ông Thái cho biết, sau nhiều năm canh tác lúa kém hiệu quả, trên 3.000 mét vuông đất ruộng của mình, ông đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng rau dền tím lấy hạt, và năm nay đã là mùa vụ thứ 3 của ông Thái. Nó cũng dễ chứ không có gì, nếu biết làm thì cũng như lúa thôi chứ không có gì khó. Đầu tiên khu xuống giống mình làm cái nền mạ mình giải cho nó lên. Nó lên xong rồi cái đợi lên chừng khoảng chừng tắt ngoài vậy đó. Rồi cái đầu mình mấy nhổ mình đem đi trồng nó. Mình văng dây theo clip này mình trồng, trồng có hàng, hàng trồng ớt mình vậy đó. Thì đó mình giải phân, xịt thuốc, mình dưỡng nó lên hoài hoài vậy đó. Nó thì từ 2 tháng đến 25 ngày đến 3 tháng là thu hoạch nó đó. Tại thị xã Hồng Ngự, chỉ riêng xã An Bình A là có nông dân tham gia trồng rau dền lấy hạt với khoảng 10 hecta, tập trung nhiều ở ấp An Hòa. Trong khi giá cả của một số loại hoa màu khác còn nhiều bấp bênh, thì giá rau dền lấy hạt ở ấp An Hòa luôn ổn định và phát triển bền vững trong nhiều năm qua, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Thưa quý vị, nhắc đến Vĩnh Long, hẳn bất kỳ ai cũng có thể liên tưởng đến một vùng sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, dập dềnh xuồng ghe hay tận hưởng cảm giác yên bình thoải mái khi rảo bước qua các khu vườn cây trái nặng trĩu quả và những cánh đồng xanh mướt mướt. Nhưng nơi đây còn ẩn chứa rất là nhiều điều thú vị thưa quý vị, chẳng hạn như là khu vườn kinh bằng đá độc nhất Việt Nam. Thưa quý vị, vườn kinh bằng đá nghe khá là lạ, bởi vì từ trước đến nay thì thường chúng ta thấy là kinh Phật sẽ được ghi chép trên giấy hay là trên lá buông, chứ ghi chép trên đá thì thật sự là Quang Huy cũng thấy rằng rất lạ và muốn chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Có thể nói là tại vùng sông nước miền Tây mình có một cái công trình như thế thì rất là đặc biệt. Ngay sau đây thì xin mời Quang Huy cũng như là quý vị khán giả cùng tận một sở thị khu vườn kinh bằng đá có 102 ở Việt Nam này nhé. Từ những phiến đá vô tri vô giác, trụ trì chùa Phương Hậu thuộc xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã thiết kế một công trình hết sức độc đáo mà ai một lần ghé thăm cũng phải kinh ngạc. Với hơn 400 bài kinh được khắc tinh xảo trên 200 phiến đá hai mặt, đây còn được xem là vườn kinh đá độc nhất tại Việt Nam. Thầy Phước Cẩn trụ trì chùa Phương Hậu hay còn gọi là Tổ đình Phương Hậu cho biết, vào năm 2014, trong dịp được mời đi Myanmar tham quan, khi đến đây được ngắm nhiều ngôi chùa đẹp, đặc biệt những phiến đá khắc kinh rất độc đáo mà các chùa ở Việt Nam không có. Ý tưởng vườn kinh bằng đá cũng được hình thành từ đó. Khi về đến chùa, thầy đã bỏ công tìm cách khắc những bài kinh bằng tiếng Việt lên phiến đá, rồi quyết định làm vườn kinh Pháp Cú. Khi mà mình in trên đá để mình dựng ở ngoài vườn, để khi mà có khách tham quan đến, bỗng dưng người ta bắt chợt được một cái câu như kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lúc bấy giờ đó thì người ta đập vào mắt như vậy, thì người ta nhớ lâu hơn mà khi mà mình đọc từ trong sách vở. Vào khoảng tháng 3 năm 2014, những phiến đá đầu tiên đã được chở đến ngôi cổ tự này. Dựa trên ý tưởng của sư thầy trụ trì sau 2 năm tạo dựng, vườn kinh khắc trên đá công phu đã hoàn thành. Vườn kinh Pháp Cú gồm 213 phiến đá hoa cương, khắc 423 câu kinh trên hai mặt. Các phiến đá được sắp xếp bố cục mô phỏng lá bồ đề xòe ra theo 8 hướng, tượng trưng bát chánh đạo.
trung tâm vườn là ngọn núi có 4 tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra, còn có một số phiến đá khắc thêm tiếng Anh bên cạnh tiếng Việt để khách du lịch nước ngoài hiểu được khi đến tham quan. Không dừng lại ở đó, trụ trì còn lên ý tưởng thành lập vườn kinh A Di Đà với 31 phiến đá được xếp theo hình đất nước Việt Nam. Đặc biệt, những dòng kinh được khắc nơi đây được dịch theo thể thơ Lục Bát, trong đó thể hiện rõ nét đặc trưng của ba miền. Và vườn kinh Bắc truyền Trích Diễm với 15 phiến đá được dịch theo thể văn xuôi. Đầu tiên mới bước vô cổng thì người ta sẽ thấy cái sơ đồ hướng dẫn là bản đồ Bát Chánh Đạo. Thì người ta đi lần vô đây thì gặp trung tâm đó là có 4 vị Phật bằng đá tượng trưng cho Pháp Tứ Đế. Rồi từ đó xá Phật rồi chúng ta đi nhiễu quanh, rồi tuần tự đi ra, đi theo hình dòng xuyến để cho người ta mới đọc hết cái bộ kinh Pháp Cú này. Có thể nói, các công trình kinh đá tại ngôi cổ tự này là những công trình Phật giáo vừa có ý nghĩa, vừa mang giá trị mỹ thuật cao. Đây là nơi du khách trong và ngoài tỉnh đến chiêm bái, thưởng lãm và nhận được nhiều bài học nhân văn sâu sắc. Kinh không có nằm trong tàng kinh cát, không có nằm trong tính cách hàn lâm nữa, mà nó gắn với đời sống, gắn với đời thường, gắn với cây, với lá, nắng, mưa. Đến với chùa Phước Hậu, người tham quan như đi lạc vào thế giới mang đậm giá trị đạo đức và nhân cách sống, hướng con người đến một cuộc sống hạnh phúc. Còn đối với những ai đam mê nghệ thuật, thì đây là nơi thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật từ đá ngay giữa vùng sông nước miền Tây. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu Điểm Nóng đã kết thúc thưa quý vị. Mọi ý kiến, phản ánh, những bức xúc về các vấn đề tại địa phương, quý vị có thể liên hệ về số điện thoại đường dây nóng của bản tin Tiêu Điểm Nóng 0971225053. Vâng ạ, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất và mới nhất. Xin chúc cho quý vị bà con sẽ có được một kỳ nghỉ lễ an toàn, nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nổi bật trong số nhiều điểm du lịch ở Cần Thơ trong dịp lễ Quốc Khánh năm nay chính là làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, khi mà chỉ trong ngày đầu tiên, nơi đây đã đón hơn 1.000 lượt khách đến tham quan. Được biết, để phục vụ nhu cầu cho khách du lịch, năm nay làng du lịch Mỹ Khánh đã mở ra nhiều dịch vụ, cùng với đó là nhiều loại trái cây đang vào mùa nên thu hút đông đảo du khách đến đây tham quan và thưởng thức cây trái. Ngoài ra, tại bến tàu Ninh Kiều đón khách tham quan chợ nổi Cái Răng cũng đông nghịch du khách. Do lượng khách tăng đột biến gấp đôi so với ngày thường nên nhiều du khách phải chờ tàu để đón tham quan tại chợ nổi Cái Răng. Vào dịp lễ năm nay, giá tàu tham quan chợ nổi Cái Răng vẫn được giữ nguyên, không tăng giá. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn cho du khách vui lễ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cũng tăng cường kiểm tra bến tàu, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, chặt chém khách du lịch, xử lý nghiêm tình trạng tự ý nâng giá tàu nếu có xảy ra.